vẫn là các cầu thủ Myanmar phối hợp rất hay, có thể dứt điểm. Dứt điểm không được. Bây giờ thì sóng gió đã trôi. Đường chuyền của Hồng Thu, cơ hội không được. Trong tình huống vừa rồi, đường chuyền đó thì không Mathilat đều không thành công. Chúng ta cùng xem lại pha chọc khe rất thông minh của Vong Chiến Khảm. Ở trong lần đầu tiên thì không Mathias đã tung ra một cú dứt điểm. Chúng tôi xin được cập nhật, Nguyễn Công Phượng đã là người có được bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Và như vậy đội tuyển của chúng ta cũng đang tạm dẫn Malaysia với tỷ số 1-0. Xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và hy vọng chúng ta sẽ bảo toàn được lợi thế này cho tới hết trận. Bàn thắng của Nguyễn Công Phượng được ghi ở không thứ 11 đều không thành công và rồi pha xoay sở rất hay, dứt điểm không được. Pha xử lý khớp. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha tạo bóng không quá khó, thế nhưng pha sút đã không thể bật dính bóng. Hai phần ba thời gian thi đấu. Cơ hội, dứt điểm không vào. Rất tiếc cho Myanmar. Xin chút nữa đã có được bàn thắng đưa trận đấu về thế quân bình. Phút thứ 40 của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang là 1-0 về đội chủ nhà. Tiếp tục là một cơ hội dành cho các cầu thủ Myanmar. Hồng Thu dứt điểm, tỷ số là 1-0. Chúng ta vẫn hoài nghi về sự nguy hiểm của tiền đạo mang áo số 10 bên phía Myanmar và anh đã có được câu trả lời. Bàn thắng đầu tiên của Hồng Thu ở giải đấu năm nay. Với bàn thắng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm rất kỹ thuật và đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 10 Hồng Thu. Một pha dứt điểm rất căng bằng chân phải, bóng đã găm vào góc xa. Rất hay. Cơ hội, viên vi không? Vâng, như vậy là đã có tiếng còi của ở trong hiệp 1 thì hướng tấn công chủ yếu của đội tuyển Lào là ở bên phía hành lang cánh phải, nơi có sự góc mặt ở trong hiệp 1 của David Tan và Myang Meong của đội tuyển Lào là ở bên phía hành lang cánh phải, nơi có sự góc mặt của David Tan cùng dừng lại và dứt điểm Meong khá căng của Than Huynh. Và dứt điểm từ khá xa, quá xa của đội trưởng Thô Thiết. Và dứt điểm phản công quá xa của đội trưởng Thô Thiết. Phản công Hồng Thu dứt điểm, tỷ số là 3-1 cho các cầu thủ Myanmar. Một pha phản công điểm rất đơn giản, tỷ số là 3-1 của Hồng Thu. Mang Huy được triển khai sang cánh phải. Xuất phát từ phần bóng của Hồng Thu, bóng được triển khai sang cánh phải. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp này của cầu thủ Myanmar. Quá mải mê tấn công, các cầu thủ chủ nhà đã để lộ quá nhiều.
Mặc dù không ghi bàn nhưng nếu như để chấm điểm thì có lẽ có điểm cao nhất. Cơ hội cho Myanmar. Để chấm điểm thì có lẽ dứt điểm. Không vào. Trên cam sẽ có điểm cao nhất. Cơ hội cho Myanmar. Trong tình huống vừa rồi thì các cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Lào tung ra một cú dứt điểm khá hiểm hóc. Mình ông Thu tự nhiên rất tiếc cho tiền đạo mang áo số 10 bên phía Myanmar tung ra một cú dứt điểm khá hiểm hóc. Khung thành trong găng tấc. Tự nhiên rất tiếc cho tiền đạo mang áo số 10 bên phía Myanmar. Một pha dứt điểm rất kỹ thuật trong găng tấc.